có phải mắc bệnh tăng huyết áp lâu năm là sẽ có biến chứng hay không? Không phải vậy đâu quý vị ơi, thông thường thì do là mình mắc sai lầm mà thôi. Ví dụ như vậy nè, nhất là mình hút có vài ngày thì huyết áp trở về bình thường, tự mình nghĩ là hết bệnh rồi và tự ý ngưng thuốc. Mời đẹp, mời đẹp. Thứ hai là mình giữ một loại thuốc huyết áp và uống nó trong một thời gian rất là dài mà không đi kiểm tra lại. Thì đây là những cái lý do tại sao mà mình có uống thuốc huyết áp mà mình huyết áp mình nó cứ cao hoài, từ đó nó mới gây biến chứng đó. Các biến chứng của tăng huyết áp diễn ra rất là âm thầm. Vì vậy để phát hiện sớm biến chứng của chúng thì chúng ta cần làm như sau. Chúng ta chia làm hai trường hợp. Thứ nhất là một người đang đã mắc bệnh tăng huyết áp rồi, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải uống thuốc đầy đủ và định kỳ kiểm tra huyết áp đều đặn hơn, có thể là hàng ngày hoặc tuần, đó là tùy theo nhu cầu của mình. Thông thường mình sẽ đảm bảo cái mức huyết áp mục tiêu là nhỏ hơn hoặc bằng 130/80mm thủy ngân. Một số đối tượng đặc biệt thì cái yêu cầu mức huyết áp mục tiêu nó sẽ thay đổi, thì bác sĩ lúc đó sẽ thông báo cho mình. Thứ hai là mình định kỳ đi kiểm tra sức khỏe, ít nhất là mỗi năm một lần, để mình phát hiện sớm những cái biến chứng của nó. Xét nghiệm đó là gì? Đó là tổng phân tích nước tiểu nè, tìm tỷ lệ microalbumin niệu trên creatinin niệu, đo điện tim, siêu âm tim, kiểm tra chức năng thận, đo mỡ máu, đo kiểm tra võng mạc mắt và siêu âm động mạch cảnh. Còn đối với những đối tượng chưa từng bị mắc bệnh thì sao? Thì chúng ta cũng sẽ phải có ý thức kiểm tra cái huyết áp của mình định kỳ, ít nhất là 6 tháng cho tới 1 năm một lần. Trong trường hợp này, các đối tượng cần lưu ý đó là những người sau độ tuổi trung niên hoặc là những người trẻ mà đã có nhiều yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vậy thì các yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp ở những đối tượng trẻ tuổi là gì? Thì xin mời quý vị cùng đón xem đoạn video sau của tôi nhé.